Xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em xin phép được giới thiệu với toàn thể các bác một sản phẩm rất là hữu dụng với tất cả các bác yêu thích bộ môn loa bẫy chim, các bác yêu thích săn bẫy chim, đặc biệt là các bác thích bẫy chim đêm. Thì đối với các bác, check kèn là một bộ sản phẩm không thể thiếu với các bác yêu thích bẫy chim đêm. Đặc biệt là các bác thích cái tần số âm thanh nó cao, thánh thoát, nó có thể phát huy tất cả những cái âm thanh bị nén xuống, đó là những tiếng chim, những tiếng líu, tiếng hót, tiếng huýt đấy. Thì các bác yêu thích đánh chim đêm luôn lựa chọn cho mình một bộ check kèn hay gọi là check tép đó, để tối ưu hóa cái âm thanh của mình, để kêu gọi được bầy đàn của chim cũng như là kêu gọi chim một cách hiệu quả nhất. Thì hôm nay em xin giới thiệu với các bác bộ check tép bên em. Thì bên em hiện tại đang kinh doanh check tép, hàng luôn sẵn sàng để phục vụ các bác. Có lúc thì nó cháy hàng, bọn em đã phải chậm đơn hàng và rất là xin lỗi các bác, nhưng mà hiện nay thì check tép lại về đầy đủ để phục vụ nhu cầu các bác, phục vụ tất cả các bác yêu thích săn bẫy chim đêm. Thì em xin giới thiệu cho các bác về cái con check kèn check tép này. Đây các bác thấy, đây là một cái củ check đó. Em vừa bóc hộp ra thôi, đây, vẫn còn nguyên đai nguyên kiện đây. Các bác thấy đây, nó có một cái mũi nhọn này gọi là cái nón để rót âm thanh thôi, để phóng xa tăng tần âm số đây, gọi là phát huy tất cả những cái âm thanh nén, là âm thanh nó bị tối giản lại, phát cho nó chuẩn tiếng. Các bác chỉnh chép bass sao cho nó hợp lý thì cái tiếng của bác nó sẽ rất là mượt mà và gọn gàng đấy, nó thu hút rất là nhiều chim đấy, phục vụ các bác yêu thích đánh chim đấy. Nhưng mà chiếc tép hoàn hảo đây. Cái này thì bọn em chưa đấu, bọn em chưa đấu, côn vẫn là mới đấy. Thì cái việc mà các bác chơi, các bác phóng công suất tối đa quá mà chẳng may có bị cháy côn bên trong ấy, thì các bác cứ liên hệ bên em. Bên em cũng có cung cấp luôn côn thay thế cho các bác, côn chuẩn luôn đó. Đây các bác có thể nhìn thấy côn chuẩn đó. Bọn em có thể bán lẻ hoặc là bán theo cặp, phụ thuộc vào cái nhu cầu của các bác. Các bác cứ đặt bao nhiêu thì bọn em sẽ cố gắng cung cấp tất cả cho các bác, phục vụ cho cái mục đích giải trí cũng như là kinh tế của các bác. Đấy. Đó. Đây là một chiếc giới thiệu chiếc kia các bác. Hàng chiếc này nó là hàng chiếc 5W nha các bác. Các bác nó nhẹ, các bác chơi thoải mái. Đó. Tạm mới cứng luôn. Đấy. Vẫn còn tem luôn đấy. Đấy. Các bác thấy 5W này. Rồi này. Ê, bọn em gửi ấy, là bọn em sẽ gửi cái củ này đi thôi. Còn cái phễu này bọn em sẽ để riêng ra. Sau đó thì các về các nhận được hàng các bác cứ kiểm tra. Các bác khi bưu tá gọi điện cho các bác trước, các bác đặt hẹn các bác cũng nhận hàng, các bác kiểm tra rồi kiểm tra test, kiểm tra phễu các kiểu, rồi các bác có thể test luôn cái check này cũng được. Xong rồi các bác cứ kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho bọn em. Đây. Sau khi nhận hàng thì các bác sẽ về lắp cái phễu này vào, nó có gen sắn vặn đây, rất là dễ dàng cho các bác sử dụng. Đó. Các bác cứ vặn sao cho phù hợp. Trong cái quá trình vận chuyển ấy, nhiều khi đôi khi những va đập ấy, bên vận chuyển họ làm quá tay, nó va đập ấy, nhiều cái là nó bị gãy mất cái nón bên trong ấy. Gãy mất cái nón này này. Gãy mất cái nón bên trong này. Thì các bác cứ yên tâm nhé. Cái đấy thì bọn em cũng gọi là bọn em cũng gọi cái trường hợp hy hữu nó xảy ra đâu. Bọn em cũng không muốn là như vậy, nhưng mà khi mà gãy mất nón bên trong thì các bác cứ yên tâm nhé, nó vẫn chạy hoạt động bình thường, nó vẫn rót bình thường, nhưng nó chỉ kém đi một tí thôi. Nếu mà bác nào vẫn không ưng ấy thì có thể gửi hàng cho bọn em, bọn em sẽ gửi lại cái hàng ok cho các bác nhất. Chứ còn việc gãy cái nón này thì nó là cái trường hợp hy hữu, bọn em không muốn có, do quá trình vận chuyển này va đập mạnh thì nó gãy thôi, nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng gì đâu, nên các bác cứ sử dụng thoải mái. Còn các bác không ưng thì có thể gửi lại, bọn em sẽ gửi lại cái check, cái củ check mới cho các bác, không vấn đề gì cả. Phục vụ các bác là chính mà, thượng đế mà. Phục vụ thượng đế hoàn hảo thì thượng đế mới bắn tiền lại chứ. Vâng. Đó. Khi mà các bác vặn vào thì nó thành một cái check kèn này, check phễu như này.
Chắc tép này đấy, trông rất là đẹp luôn. Khách nhà em ấy, khách đánh chim đêm nhà em ấy thì thường thường là khách đến đặt một đôi chiếc tép này đấy, một đôi chiếc tép, một chiếc loa toa phóng, loa toa 10W hoặc là 15W. Các bác lấy hẳn một đôi 10W, các bác lấy hẳn một chiếc 30W các bác dùng, và cái phản hồi của các bác rất là tích cực đó. Check rất là ok, tiếng bọn em cung công cũng rất là ok. Các bác đánh được chim thì các bác gọi điện đến cảm ơn rối rít luôn. Nói chung là bọn em bán hàng ấy, tất cả đều mong là hàng ok đến với các bác. Các bác nhận hàng, các bác xác nhận là ok, nên bọn em rất là vui. Và các bác, ví dụ các bác đánh được chim, các bác cũng gọi điện đến rất là phấn khởi. Bọn em rất là vui. Bởi vì sao? Bởi vì em bán hàng cho các bác có đánh được chim thì các bác mới ủng hộ lần sau, các bác mới giới thiệu đến cái cơ sở của bọn em. Đấy, người kinh doanh cũng chỉ là vậy, bán hàng chất lượng, tạo niềm tin cho khách thì ngược lại khách sẽ có niềm tin với mình và khách sẽ quay lại mua hàng của mình thôi. Cái tiêu chí của bên em là như vậy. Các bác cứ yên tâm, các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để dưới tiêu đề. Các bác không phải thanh toán trước hay đặt cọc hay chuyển bất kỳ một khoản gì cả. Các bác cứ để lại thông tin cho em, tên, địa chỉ, số điện thoại, em sẽ chốt đơn hàng rồi gửi hàng cho các bác qua đường bưu điện. Bưu tá họ sẽ, người ta sẽ điện trước cho các bác để các bác kiểm tra hàng rồi thanh toán cho bọn em. Đó là cái quyền lợi của tất cả các bác như vậy đó. Thì khi mà vặn cái phễu vào rồi và đấu dây thì chúng ta sẽ có một cái chiếc tép hoàn chỉnh như thế này, và chúng ta sẽ đấu với lại cái loa phóng, cũng là đấu vào âm ly rồi đấu vào nguồn điện và chúng ta đi bẫy chim thôi ạ. Đó thì đây nó là một sản phẩm rời, nó không đi kèm theo một cái bộ, một cái combo kia. Thì em cũng là giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm rời thôi, về cái check tép này cho các bác biết thôi, để các bác có nhu cầu thì các bác cứ đặt thêm. Bởi vì nếu mà các bác là đánh chim chơi ấy, thì các bác cũng nên đầu tư một bộ làm sao cho nó hợp lý, nhưng mà bộ cũng vừa giá tiền thôi. Bên em thì có đầy đủ tất cả các giá tiền, các bác muốn như thế nào bọn em sẽ tư vấn như thế. Các bác có thể là chọn một cái âm ly để một đôi check, một chiếc loa phóng, loa Việt Nam hoặc loa Indo, hoặc là hai check, hai loa phóng đó. Bọn em có đầy đủ các sản phẩm để phục vụ các bác nhé, các bác cứ yên tâm, đầy đủ tận nơi luôn đó. Thì video này là cái video giới thiệu qua về cái check tép cho các bác biết về phần. À, các bác chơi quá tay hoặc quá cái tần suất thì nó có thể hỏng cái côn này, thì bác cứ liên hệ bọn em cũng có cung cấp luôn côn cho các bác, côn chuẩn luôn, bọn em cũng test rồi, dùng rất là ok. Nó không phải là côn zin, nó là côn thay thế thôi, nhưng mà nó gọi là không thua kém gì côn zin cả đó. Thì sự quan tâm cũng như là sự ủng hộ của bác là nguồn động lực để giúp em phát triển kênh bán hàng đó. Thì các bác thấy hay thì hãy cho em một like, một share để em phát triển. Vâng, em xin cảm ơn tất cả các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.